Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nguyễn Ngọc Ngạn, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 là nhà văn và người dẫn chương trình Người Canada gốc Việt. Ban đầu, ông được biết đến với tư cách nhà văn sở hữu nhiều cuốn sách được người Việt ở hải ngoại đón nhận. Kể từ năm 1992, ông bắt đầu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, MC của Paris Be Night. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội, là con thứ ba trong gia đình có 6 người con. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam, sống tại một xóm của người Công giáo gần Củ Chi, thuộc tỉnh Gia Định. Đến năm 1957 thì gia đình ông chuyển về sống ở khu ngã ba Ông Tạ, thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Cũ ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết đã có ý định nghỉ hưu từ nhiều năm trước, nhất là sau lần phải đi cấp cứu khi sang Singapore thu hình cuốn Paris Be Night số 130 ngày khi cấp cứu xong, phục hồi sức khỏe lại bình thường, thì tôi lại làm được show Xuân Sẻ. Nhưng ngay sau show đó, cô Tô Ngọc Thụy là giám đốc của Trung Tâm Thúy và tôi có ý định là sẽ làm một show nữa vào năm 2020 tại Bangkok, lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn Dã Từ Sân Khấu. Lý do làm show đó tại Bangkok là để đón khán giả từ Việt Nam qua và làm một show tại Mỹ, rồi sau thì ngừng hẳn không làm show nữa, kể cả những live show thường đi hàng tuần cũng nghỉ luôn. Là vì thứ nhất tuổi tác, thứ hai là sức khỏe và thứ ba vì sau hai lần bị vào cấp cứu, tôi thấy sự có mặt của mình làm phiền cho những người xung quanh quá, phiền cho ekip làm việc cho Thúy Nga, từ ban giám đốc cho đến anh chị nghệ sĩ. MC chỉ có hai người là tôi và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mà mỗi lần tôi phải chạy vào cấp cứu làm cho sự lo lắng của ban giám đốc cũng như của anh chị em nghệ sĩ và bao nhiêu chuyên viên. Cho nên tôi quyết định là đã đến tuổi và đến mức sức khỏe không cho phép mình có thể đứng trên sân khấu được nữa. Việc MC Nguyễn Ngọc Ngạn quyết định về hưu là một mất mát lớn đối với Trung Tâm Thúy Nga, vì 30 năm qua ông được xem là linh hồn của chương trình chương Paris Be Night với lối dẫn chuyện riêng biệt, khai phá một hướng đi hoàn toàn mới. Từ 10 năm trước, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng nghỉ một vài số Paris Be Night khi Trung Tâm đã cố gắng tìm kiếm người thay thế, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, ông phải xuất hiện trở lại bên cạnh MC Kỳ Duyên cho đến nay. Lần này, vì tuổi cao sức yếu của vị MC lão làng này, Trung Tâm Thúy Nga có lẽ đành phải chính thức tìm phương án hậu Nguyễn Ngọc Ngạn, dù là khó khăn nhưng trước sau gì cũng phải xảy ra. MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói rằng ông có ý kiến là nếu mời một người dẫn chương trình khác thay Nguyễn Ngọc Ngạn thì có thể người đó phải làm MC theo một đường lối khác, chứ không nên làm cái kiểu của Nguyễn Ngọc Ngạn nữa. Bởi vì thế hệ trẻ bây giờ không trải những thăng trầm của đất nước nhiều, cho nên kiến thức về tất cả những chuyện đã trải qua trong nửa thế kỷ vừa qua của Việt Nam có thể sẽ không nằm trong đầu họ như là với thế hệ của tôi. Bởi vậy cho nên có thể Trung Tâm Thúy Nga sẽ tìm một người MC, nhưng người MC đó sẽ đi theo một đường hướng mới nào đó. Sẽ có những người thay thế mình và họ cũng vẫn sẽ thành công lớn, mà không cần phải đi theo con đường của Nguyễn Ngọc Ngạn, là con đường của một ông thầy giáo. Đó là ý kiến cá nhân của tôi như thế. MC Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ trên BBC như vậy, khán giả của Nguyễn Ngọc Ngạn biết thêm một sự thật về ông, người được coi là rất bận rộn với nhiều mối quan hệ, nhưng thật ra ông sống một cách gần như biệt lập cùng vợ con tại tư gia ở thành phố Toronto, là nơi chỉ tiếp đón những bạn bè thân thiết. Chính nhờ sự học hỏi và tìm tòi đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã có thêm được nhiều kinh nghiệm để bổ sung cho hai nghề nghiệp chính của ông từ nhiều năm qua là viết văn và điều khiển chương trình. Trong đó, nghề MC của ông ngày càng tỏ ra lấn lướt nghề viết văn đã có từ năm 1979 nhờ có một trí nhớ tốt cùng với một đầu óc quan sát tinh tế từ khi còn nhỏ, những sinh hoạt diễn ra trong cái giáo xứ nhỏ bé và nghèo nàn thời đó đã in sâu trong đầu một cậu thiếu niên chưa quá 10 tuổi. Bối cảnh đó sau này đã được Nguyễn Ngọc Ngạn khai thác để viết thành tiểu thuyết Xóm Đạo. Trời sinh cho tôi được một trí nhớ rất là đặc biệt, tức là có những chuyện gì tôi đọc qua hoặc tôi nghe người ta kể qua một lần thì có thể mấy chục năm sau tôi vẫn nhớ, mặc dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày sẽ thành nhà văn. Nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết nhờ mê đọc sách từ khi còn nhỏ đã giúp ông rất nhiều trong nghề viết văn.
công việc chỉ đến một cách tình cờ sau khi ông rời Việt Nam. Nhớ lại cuộc đời quân ngũ, Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất là những kỷ niệm trong thời gian phục vụ tại tiểu đoàn địa phương quân tác chiến. Gần như cả một tiểu đoàn không có một người nào là người Bắc cả, cho nên ông tiểu đoàn trưởng không cần nhớ tên tôi. Ông ấy cứ kêu tôi là thiếu úy Bắc Kỳ tại đây. Thiếu úy Bắc Kỳ giữ chức phụ trung đội trưởng vũ khí nặng vào khoảng năm 1972. Sau đó, Nguyễn Ngọc Ngạn được làm đại đội phó và một thời gian sau được chuyển về bộ chỉ huy và cuối cùng được làm sĩ quan quản trị nhân viên, coi quân số của tiểu đoàn. Đến năm 1974, khi Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cấp bậc trung úy. Sau khi dạy được đúng một niên khóa thì xảy ra biến cố 1975. Sau thời gian đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đi tù và được trở về vào năm 1978, rồi tìm đường ra nước ngoài với người vợ đầu tiên cùng con trai lúc đó. Được hơn 4 tuổi, chuyến hải hành kinh hoàng đó đã đưa ông sang được bên kia bờ đại dương, nhưng lại bị mất đi hai người thân yêu nhất là vợ và con. Sự kiện đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Nguyễn Ngọc Ngạn. Để từ đó, ông mang nhiều suy tư khi hồi tưởng về thân phận những người phụ nữ. Sau khi đặt chân đến Canada năm 1979, ông bắt đầu bước vào nghề viết văn với tiểu thuyết đầu tay Những người đàn bà còn ở lại. Được hơn 4 tuổi, chuyến hải hành kinh hoàng đó đã đưa ông sang được bên kia bờ đại dương, nhưng lại bị mất đi hai người thân yêu nhất là vợ và con. Sự kiện đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Nguyễn Ngọc Ngạn. Để từ đó, ông mang nhiều suy tư khi hồi tưởng về thân phận những người phụ nữ. Sau khi đặt chân đến Canada năm 1979, ông bắt đầu bước vào nghề viết văn với tiểu thuyết đầu tay Những người đàn bà còn ở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.